Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động Festival quốc tế, ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023. Sáng nay tại tỉnh Hậu Giang, ban tổ chức long trọng tổ chức lễ cắt băng khai mạc triển lãm Con đường lúa gạo với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt. Đến dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Phó trưởng ban chỉ đạo Festival quốc tế, ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023. Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban tổ chức. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Festival. Phát biểu khai mạc, ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết, triển lãm Con đường lúa gạo là một trong những điểm nhấn độc đáo của Festival. Tại đây sẽ tái hiện sống động nền lúa gạo Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, từ sơ khai đến giai đoạn hiện đại, và khi lúa gạo Việt Nam phát triển không ngừng, định vị thương hiệu top đầu thế giới. Đặc biệt, tại kênh sáng Xà No huyền thoại, được mệnh danh là nơi lưu trữ lúa gạo lớn nhất xứ Nam Kỳ, lại chính là nơi tái hiện con đường lúa gạo. Triển lãm Con đường lúa gạo sẽ đưa du khách tham quan đến với những khám phá mới mẻ, thú vị trên con đường chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam. Trên con đường lúa gạo, những tiểu cảnh đã được dựng lên trên con đường dẫn con người đến vị trí tưởng tượng phong phú về cách canh tác nước lúa nước qua từng thời kỳ, từ sơ khai đến hiện đại. Những hình ảnh chỉ có những ruộng đồng quê hương đã xuất hiện tại đây, với các ụ rơm, đất phù sa, cây cỏ, cánh đồng gợi lên những hình ảnh nông dân chân đất lên thành những cánh đồng không dấu chân nhờ thành tựu khoa học công nghệ hỗ trợ. Những mô hình phát triển lúa nước, lúa cạn đã không ngừng được sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt bằng máy móc công nghệ hiện đại. Con đường lúa gạo Việt Nam. Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, con đường lúa gạo Việt Nam tiếp tục tỏa sáng khi đã phá kỷ lục mới. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2023, cả nước đã xuất khẩu được 6,6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, con số cao nhất từ trước tới nay. Đồng thời, giá gạo tiếp tục phá đỉnh cao nhất 15 năm qua. Xuất khẩu gạo trong tháng 10 đạt 700.000 tấn, tương đương 433 triệu đô la Mỹ, tăng 27% về giá trị so với tháng cùng kỳ. Và đặt trong bối cảnh 34 năm xuất khẩu gạo của Việt Nam, những con số trên là kỷ lục mới và hết sức ấn tượng. Con đường lúa gạo Việt Nam tiếp tục tỏa sáng khi phá kỷ lục mới. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2023, cả nước xuất khẩu đạt được hơn 7,1 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch hơn gần 4,7 tỷ đô la. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục tăng và tiến dần tới nhóm cao nhất thế giới. Gạo Việt Nam liên tiếp được vinh dự là gạo ngon nhất thế giới. Vị thế của ngành lúa gạo Việt Nam đang được củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết. Tại lễ khai mạc, Viện Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về kỷ lục không gian triển lãm sắp đặt con đường lúa gạo, chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam, dài nhất, và kỷ lục mô hình bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh thành nhiều nhất. Sau chương trình lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân tiến hành tham quan các mô hình được tái hiện tại triển lãm Con đường lúa gạo, Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt. Triển lãm phục vụ du khách tham quan từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024.